Thời gian vừa qua, tại khu vực Ba Son, quận Nhất, chính xác là tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, rất nổi bật bởi những tấm pano quảng cáo dự án Grand Marina Sài Gòn, bất động sản hàng hiệu Branded President. Bên cạnh đó, những ngày qua, Grand Marina Sài Gòn đang là chủ đề gây sốt trong giới đầu tư và quan tâm về bất động sản thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Với mức giá bán được công bố mắc nhất Việt Nam thời điểm hiện tại, từ 18.000 đô la Mỹ trên mét vuông, tương đương 420 triệu đồng trên mét vuông căn hộ. Vậy, tại sao Grand Marina Sài Gòn được mệnh danh là bất động sản hàng hiệu Branded President, quy mô lớn nhất thế giới, và liệu có đáng để đầu tư sở hữu hay không? Thì tiếp theo, xin mời quý anh chị cùng theo chương Phụng tìm hiểu sâu hơn về dự án nhé. Dự án Grand Marina Sài Gòn, bất động sản hàng hiệu Branded President, là sự ký kết chiến lược giữa chủ đầu tư Masteri Home, thành viên tập đoàn Masteri Group, tiền thân là Thảo Điền Investment, với hàng loạt các dự án căn hộ cao cấp sở hữu vị trí đắc địa như Masteri Thảo Điền, Masteri An Phú, Em Quan Gia Đình, Masteri Central Point, Masteri Waterfront và vô số các dự án bất động sản nổi bật khác. Hợp tác cùng là tập đoàn quản lý, vận hành và điều hành khách sạn lớn nhất thế giới Marriott International, với bề dày lịch sử gần 100 năm, hiện sở hữu với hơn 5.700 khách sạn và resort trải dài khắp thế giới. Song hành cùng dự án là nhà tài trợ tín dụng, đơn vị cấp vốn và bảo lãnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Techcombank. Newtercon tham gia với vai trò nhà thầu chính. Công ty này cũng chính là đối tác song hành với nhiều dự án thành công của chủ đầu tư Masteri Home trước đó. Dự án Grand Marina Sài Gòn, căn hộ hàng hiệu Branded President với tổng diện tích xây dựng 10 hecta và mật độ xây dựng 45%, dự kiến xây dựng với 8 tòa tháp gồm khu dân cư, văn phòng và thương mại với số lượng 4.000 căn hộ. Tại giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai 4 tòa Lake, Sea, Cove và Lagoon với các căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích từ 51 đến 106 m2. Sở hữu hệ thống hơn 20 tiện ích từ công viên, ẩm thực, thể thao, mảng xanh rộng lớn, chiếm hơn 50% diện tích xây dựng. Nổi bật về dự án trong tương lai là đường đi bộ lát gỗ dài 850m, lấy cảm hứng từ dòng sông Sài Gòn uốn lượn và bến du thuyền Độc Tôn tại quận Nhất, cùng hàng loạt các tiện ích hấp dẫn khác như hồ bơi, sân thể thao, phòng gym, yoga, hội trường, phòng chiếu phim, sân chơi trẻ em, khu ẩm thực, shop house. Điều đặc biệt là các dịch vụ tại đây đều được vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao bởi Marriott International.